Vâng, tôi đã xin kính chào quý khán giả học tại trường Đại học SPTN ngày hôm nay. Thượng tướng và luật sư Đỗ Phủ sẽ được trở lại với quý nhà trong chương trình bộ luật tin tức của SPTN và xin chào luật sư Đỗ Phủ. À. Vâng, xin chào Thượng Thắng và xin kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SPTN. Dạ, kính thưa quý nhà và thưa anh Phủ thì với tư cách là một luật sư thì có lẽ là cái việc mà hợp hợp lý nhất là mình bàn về cái chuyện liên quan đến cái một cái quả bom nổ và tuần trước liên quan đến cái bản sơ thảo về vấn đề hủy bỏ cái quy định Roe Ro v Wade và Roe v Wade yeah, Ro là cái quyền mà uh, hiến uh, mà tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết là hợp thức hóa cái việc uh, phát hai trên toàn quốc Hoa Kỳ vào năm 1973 thì cái chúng ta biết rằng là đã có một vụ kiện của tiểu bang Mississippi kiện lên và lên tới tối cao pháp viện và ở đây tại tiểu bang Mississippi thì cấm không được phát hai sau 15 tuần lễ của thai nhi. thì người nhiều, nhiều người cho rằng là có thể họ đoán rằng là tối cao pháp viện sẽ hủy bỏ cái quy định, cái quy định Roe v Wade này và hôm tuần trước kính thưa quý nhà thì một cái bản sơ thảo do ông thẩm phán Alito, Lyto uh, nó bị lọt ra ngoài rò rỉ ra ngoài không biết bằng cách nào ai đưa ra rò rỉ ra ngoài thì cho thấy rằng là cái lập luận ông đưa ra là hủy bỏ cái cái Roe v Wade này và điều đặc biệt đó nhiều người tranh cãi nhất và nhiều các luật gia Nói rằng là ông thẩm phán Elito cái lập luận của ông về mặt pháp lý đó nó không có vững vì ông dựa trên một cái một số cái sách vở và tài liệu vào năm 1868 đặc biệt là vào khoảng thời gian đó khi mà hiến pháp Hoa Kỳ kính thưa quý vị dạ, đã tu chính về cái tu chỉ có một cái tu chính án bổ sung vào trong uh, hiến pháp Hoa Kỳ là số 14 cái tu chính án số 14 nó nói rằng là không được kỳ thị dựa trên màu da dựa trên giới tính dựa trên chủng tộc và dựa trên tôn giáo. Nó không có nói gì về cái vấn đề liên quan đến phá thai cả. Nhưng mà trong cái lập luận của ông Alito, thẩm phán Alito này, ông nói rằng là cái cái tục chính án số 14 này không áp dụng cho người phụ nữ. Là bởi vì phá thai chỉ có một người phụ nữ là trong trường hợp này là người phụ nữ bị phá thai thôi. Chứ có đàn ông đâu có phá thai đâu. Cho nên trong trường hợp này không thể áp dụng cái tu chính án bảo rằng là không có bình đẳng nếu mà chỉ có người phụ nữ đi phá thai, bị bị phá thai. Đây là một cái lý luận như này là tức là khi mà mà tất cả những cái luật hóa kỳ đứng đường thắng Dạ. Cái tu chính án số 14 nó gọi là cái tu chính án mà tiếng Mỹ nó gọi là equal protection đó. Dạ. Tức là nó bảo vệ tất cả mọi người. Dạ. Qua cái tu chính án số 14 ví dụ cái quyền của anh từng thắng là cái quyền uh, về vấn đề mà à, phát biểu tự do đi yeah. quyền của anh Trường Thắng về vấn đề mà được có cái quyền tư nhân của mình không bị xâm phạm gia cư và tài sản một cách bất hợp pháp yeah. thì qua cái điều số 14 đó thì, thì, chính phủ liên bang có thể ra luật yeah. là bảo vệ tất cả mọi người có cái quyền riêng tư thì công bằng ở đây dạ. Yeah. thì chúng ta trở lại cái chuyện mà Roe vs Wade chút xíu là rồi, trước khi anh nói cái đó là cái mình phải nói rõ là cái tu chính án số 14 nó được viết ra trong năm 1868 đó, cái tu chính án được trọng vô đó 14 đó là để bảo vệ cho người lệ đúng rồi đúng đó à, là sau đó cuộc chiến chiến và và qua cái câu số 14 bốn là bảo vệ tất cả mọi người yeah. và cái quyền của người phụ nữ đó sau đó trong cái trở lại cái, cái cái, hồ sơ của Roe vs Wade đó thì à, hồi lúc mà cái hồ sơ Roe vs Wade là cái hồ sơ kiện nó xảy ra đó thì lúc đó các quan tòa nói rằng là cái quyền mà của người phụ nữ đó yeah. cái quyền mà mà tự chọn được làm gì với cái thân thể của mình á trong cái trimester đầu tiên đó là cái quyền nó hoàn toàn thuộc Trimester đầu tiên là trong trong cái tam cá nguyệt đó. cá nguyệt đó là okay. cái quyền nó hoàn toàn về quyền thuộc người phụ nữ. Yeah. Và sau đó qua cái tam cá nguyệt thứ nhì đó thì họ phải đo lường được cái sự mà sức khỏe của người mẹ, cái mức độ nguy hiểm của người và người mẹ. Yeah. cái 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 chuyện mức độ nguy hiểm của cái vấn đề cái bào thai và thai và và cái thai nhi. Yeah. Hai cái đó là hai cái được đem ra sức khỏe của mẹ có quan trọng hay không. Và tới cái thời kỳ thứ ba đó thì hoàn toàn là phải có một cái chuyện mà sức khỏe người mẹ bị nguy trọng lắm thì mới cho cái vấn đề tới phá thai. Yeah. Um, đó là những cái chuyện mà trong cái cái, cái hồ sơ Roe và Wade đưa ra thì tức là cái Roe Wade đó là không được quyền phá thai sau 24 tuần lễ. Không phải là không phải là không được phá thai sau 24 tuần lễ. À, họ đưa ra cái vấn lại... đề là anh phải đưa ra cái cái, 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 cái sự cẩn yeah. trọng là để người bác sĩ họ nói là ok bây giờ cái thai nhi như thế này yeah. và nếu mà cô giữ lại cái thai nhi cô sẽ bị chết và yeah. có thể đưa đến vấn đề mà tổn nghi sức sức khỏe, yeah. đó là cái chuyện của của mình yeah. và bác sĩ đưa ra để cho người phụ nữ được quyền chọn lựa, yeah. đó mà nếu mà cái sức khỏe của mình mà vấn đề mà mà mình 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 có thể bị tự thương nếu giữ cái thai này yeah. hoặc là bị chuyện gì đó nếu giữ cái thai này thì cái quyền đó đó, đó đem ra để mình cân nhắc yeah, vâng. và cái mà à, cái tam á tức là cái mà lần thứ uh, trong cái tam tháng người thứ ba đó yeah. thì rất là khó cho người phụ nữ để đòi cái chuyện phá thai đó, tại vì phải chứng minh là cái thai này có thể bị vấn đề Bích uh, syndrome đau sinh hoặc một chuyện gì đó yeah. uh, hoặc là rất là nguy hiểm cho tôi nếu mà tôi sinh ra cái, 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 cái thai nhi này yeah. uh, trong trường hợp đó như vậy thì cái, cái hồ sơ Roe vs Wade là họ đặt cái quyền đó và từng giai đoạn một để cái sự uh, uh, quyết định và qua cái tu chính án số 14 đó thì họ nói là cái này phải được chính phủ liên bang là thi hành là cấm các tiểu bang qua cái tù nhân án số 14 tại vì đây là một cái quyền của riêng tư của người phụ nữ yeah. ông Alito đó ông bảo là không 14 nó áp áp dụng đây là vì chỉ mỗi người phụ nữ không à, à đó cái 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 cái, tù nhân án số 14 nó áp nó áp dụng cho tất cả mọi người nhưng mà tại vì cái này chỉ có người phụ nữ không á cho nên cái tù nhân án số 14 không áp dụng được nhưng mà nếu không có người đàn ông thì làm sao có cái bào thai của người phụ nữ tức, tức, tức là nó trở lại như vậy nếu mà cái cái Roe vs Wade mà tòa án hủy đó thì nó sẽ có những cái chuyện này xảy ra theo tôi nghĩ nó sẽ, sẽ xảy ra mà người mà người ta cũng đoán rất là nhiều nó sẽ do từng tiểu ban quyết định một thì đó cái, cái ý ông ý tối cao phát viện này chuyển cái quyền quyết định đó và, tới xuống cho tiểu ban thay vì để liên người bang quyết phụ định. nữ ở Louisiana họ muốn có phá thai họ phải đi qua tiểu ban khác dạ yeah. à, tức là cái chuyện mà và nó sẽ đẻ ra những cái chuyện mà người ta muốn phá thai mà cái luật đưa ra để nó nó nó, nó, nó những cái trường hợp đó là những cái người mà phá thai lậu nữa nó đẻ ra những cái đó nó dạ đúng, dạ đúng. bởi vậy cái luật của liên bang mới đưa ra đằng nào có phá thai nó cũng xảy ra dạ. và nếu mình cấm đoán như vậy ở những cái tiểu bang mà cực hữu đó nó xảy ra những cái chuyện những cái chuyện lậu trong đó và những chuyện thương tâm sẽ xảy ra dạ. và cái đó là cái mà chúng ta tuyệt đối không muốn dạ. cho nên chính phủ hoa kỳ mới có cái luật để cho từng tiểu bang một phải tuân theo một số luật căn bản để giữ cái vệ sinh cũng như là vấn đề nguy hiểm sức khỏe và cái vấn đề giáo dục về cái chuyện đó nữa dạ vâng. để người ta hiểu cho nên nếu mà các vị thẩm phán mà họ trở ngược lại họ bảo là cái hồ sơ Roe vs Wade này là, là sai và các vị thẩm phán cũng sửa sai, chúng ta sẽ bị vấn đề. Yeah. Nhưng mà đây không phải là lần đầu tiên mà các uh, document tức là những cái chuyện mà các vị thẩm phán họ tính quyết định như thế nào đó yeah. được lộ ra từng tháng này. Bị rò rỉ đó. Nó, nó, đã, nó đã bị, trước đây đã bị rồi chứ vậy không. À, à. Và cái chuyện mà tối cao pháp viện phán như vậy cũng không phải là cái phán quyết cuối cùng. Đây là họ vẫn có thể thay đổi. Đồng ý, họ đồng, 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 ý, đồng ý nó chỉ đó, là bản sơ thảo, thôi. bản sơ thảo nhưng mà cái sự thay đổi cũng khó chứ không có dễ đâu nha. Thì đúng. Yeah. Và và đây là chúng ta nói về năm vị thẩm phán mà gọi là à, có tính cách về phe hữu đó, yeah. họ đồng ý trong cái chuyện này và vâng. đồng đi theo cái việc, chuyện phá thai này. Yeah. Và mà chúng ta phải hiểu đó là nếu mà trong trường hợp mà đây là cái quyết định của tòa án, mà nếu mà tòa án có những cái quyết định như vậy đó, thì trong cái mùa cử mùa bầu cử midterm này, đây là một cái chuyện nữa mà phía bên dân chủ họ lại có thể thắng lợi nếu như thắng tại vì sao vậy các người phụ nữ bây giờ họ cảm thấy cái chuyện mà quyền tự do của họ đó bị 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 tước đoạt bị bị, bị tước đoạt đó yeah. họ sẽ vùng dậy và họ đòi cái quyền phụ nữ của họ chúng yeah. ta nghĩ, nghĩ phải nhớ như vậy là người phái nữ họ đòi cái quyền của họ rất yeah. nhiều người phái nữ họ nghĩ là thân thể là của họ và họ có quyền quyết định trong đó chứ không để cho mấy ông thẩm phán mà không thích, mấy, mấy ông thẩm phán nhà, quyết, định ông dùng. quyết định dùng ngay cả có những trường hợp những cái tiểu bang mà ngay cả bị hiếp dâm bị loạn luân người phụ nữ không có quyền nói gì tới cái bào thai à, đó, tác xác đó và trong trường hợp mà ví dụ như mà mà và cái người đàn ông họ có quyền họ chỉ vô cái người phụ nữ họ nói là tôi có quyền như vậy như vậy mà yeah. dù người phụ nữ là người bị hiếp dâm hoặc là bị loạn luân yeah. hoặc là đẻ ra những cái chuyện như vậy yeah. tại vì tại vì nếu chúng ta để cho những cái tiểu bang quyết định thì có những cái tiểu bang rất ư là quá khích về cực cấu họ yeah. không hề cho phá thai không cần biết về vấn đề nào cả. Dạ. Không cần biết là đúng hay là sai và cái chuyện này có nên cho hay không cho cho nên nó, nó trở thành cái chuyện mà nhắm mắt. Và đó là một sự vi phạm vào cái thân thể người phụ nữ. Dạ. Khi mình nói về vấn đề cực hữu đến thắng. Dạ, vâng. Tức Nhưng là cơ... không phải phá thai lúc nào cũng tốt. Nhưng mà có những lúc mà chúng ta cần phải có cái sự quyết định của người phụ nữ. Nhưng và mà cái cái phá thai cái quan trọng cái, 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 cái quan trọng chúng ta đang sống ở thế kỷ thứ 21 năm 2022 và ông đi ông Alito này ông đã dựa trong cái phán quyết của năm 1868 của thế kỷ thứ 18 thứ thứ 19 để quyết định cho phần của sự kiện ở thế kỷ thứ 21 thì anh thấy có hợp lý không? Và thứ hai là như thế này bốn ông thẩm phán bảo thủ á thì ba ông là do ông Trump bổ nhiệm trong một nhiệm kỳ đều là bảo thủ ông Trump á được bầu là do thắng đại cử tri đoàn nhưng mà thua phiếu phổ thông tức là ông đại diện cho thiểu số đúng không mà ông ông thua bà clinton tới 3 triệu phiếu lần mà rồi ông alito á, ông thẩm phán này đó là do ông bush con bổ nhiệm mà ông bush con bổ nhiệm ông cũng thua ông phó tổng thống al gore lúc bấy giờ về thiếu phổ thông mà ông chỉ thắng đại cử tri đoàn thôi cho nên bốn ông này đại diện cho cái thiểu số ý kiến đó. ý kiến thiểu số của người dân hoa kỳ của dân Hoa Kỳ mà áp đặt lên trên cái ý kiến của đa số dân Hoa Kỳ thì anh thấy sao? Đây là một chuyện mà Hiến pháp Hoa Kỳ họ đặt ra là cái chuyện đó đang chẳng thắng. Nhưng mà làm sao mình có thể chấp nhận được cái tình trạng mà cái một cái đất nước mà một triệu người ở tiểu bang Vermont có thể quyết định dùm cho vận mạng của đây, đây là 40 triệu người ở Bắc bang Cali. Đúng rồi, đây là một cái chuyện mà dilemma, tức là một cái mâu thuẫn và cái một cái chuyện mà trong xã hội Hoa Kỳ đó là Hiến pháp Hoa Kỳ đôi lúc đó là họ đi ngược lại cái sự phản ảnh đa số của quần chúng và đã xảy ra trong thời gian quá khứ rồi chứ không phải không đâu à, và những cái phán quyết đó thì, là, thì đâu còn là dân chủ nên anh, anh phủ nó, nó vẫn dân chủ là họ vấn đề cho vấn đề bầu cử nhưng mà các vị thẩm phán tại vì cái chuyện mà ở live time đến từng thắng yeah. nó đẻ ra những cái chuyện đó mà tôi nghĩ là những người mà lúc viết ra hiến pháp hoa kỳ đó không có thấy chuyện đó đâu yeah. họ không nghĩ là chuyện đó có thể xảy ra được như vậy dạ vâng tiếp tiếc uh, sau đây từng thắng xin mời quý vị theo dõi phần thông tin nước ngoài chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát là...